chào mừng các anh, các chị và các bạn đã trở lại với kênh bán hàng của Family Car Hải Dương. Hôm nay Hiền Kim xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Hyundai Santa Fe bản phun xăng đặc biệt 2018. Xe lắp ráp tại Việt Nam, 7 chỗ ngồi, số tự động. Và hiện tại xe đang được chào bán tại Family Car là 998 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên 80% giá trị xe. Quý anh chị xem xe thì xin vui lòng đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của Family Car là 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, và liên lạc theo số hotline 0978607555 hoặc 0941337888. Xe thì bên Family Car cam kết chuẩn chỉ, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin, bảo hành hãng còn nguyên, và cam kết của Family Car chuẩn chỉ cho quý anh chị. Xe chạy an 2 vạn, màu vàng đồng, 7 chỗ ngồi, số tự động. Em sẽ quay một vòng xung quanh nội thất, máy móc, sơn vỏ, chi tiết của xe để cho quý anh chị và các bạn có thể tham khảo qua chiếc xe này. Xe rất là đẹp nhá. Đẹp từ trong ra ngoài, cam kết chuẩn chỉ. Đề nổ thông minh, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Xe chạy order 2 vạn, màn hình điều hòa tự động. Chất xe thì miễn bản 100% rồi. Chất xe miễn bản nha quý anh chị. Ghế sau, nội thất màu kem, xe như mới tinh đập hộp luôn ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, 7 chỗ ngồi. Hai cửa điện, hai ghế phía sau còn chưa sử dụng. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cốp điện. Xe cam kết chuẩn chỉ cho quý anh chị. Xi nhan tích hợp trên gương. Lốp còn mới tinh. Tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng, chế độ đàm thoại rảnh tay đầy đủ, phanh điện tử. Giá xe còn được thương lượng nha quý anh chị. Giá xe còn được thương lượng. Mở xe quay máy. Zin từng chi tiết một. Hiền ơi, nóng nào em mới nắp capo. Nốt còn nguyên đấy, nó vừa bỏ cái áo lên nốt. Hyundai Santa Fe bản phun xăng đặc biệt, 7 chỗ ngồi, số tự động. Giá đang chào bán là 998 triệu. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh của Family Car, ủng hộ và chia sẻ, cập nhật tất cả những cái mẫu xe mới.